Em chào các bác nhé. Phiên sáng của ngày hôm nay nhà em Thúy ra vườn để quay cảnh bão tan hoang. Bão đi qua rồi, các bác nhìn này, nhà em nó tan hoang chưa? Ôi trời ơi, đánh rách hết lưới này, cây cối ngả nghiêng này. Đó, em sẽ ra em dọn một số mặt hàng bị bão đánh, em lên em xả nha các bác nhé. Các bác ơi, nhìn tan hoang chưa này. Gọi là thôi rồi lượm ơi đi các bác, tan hoang luôn nhá. Đây là nhà em là đã gọi là hạ thổ một số rồi đấy, nhưng mà vẫn không tránh khỏi, các bác nhìn này, ngả. Các bác nhìn ở trên video này nó không kinh khủng bằng ở bên ngoài đâu, bên ngoài nó kinh khủng luôn các bác ạ, tan hoang luôn. Ôi trời ơi, lưới này các bác này, nó đánh thổi bay hết lưới đi rồi. Lưới che nắng của nhà em nó bay hết rồi, các bác nhìn này, nó đánh rách hết rồi. Đó, đây là một góc vườn của nhà em đây nhá, còn góc vườn dưới nữa cơ. Hạ thổ hết xuống rồi mà vẫn không tránh khỏi hoang tàn luôn. Em có một số cái dòng phi điệp hòa bình, em sẽ lên em đánh mã, em chia sẻ với các bác nhé. Cái dòng phi điệp hòa bình này thì nó là nổi tiếng rồi, mặt hoa cực kỳ đẹp. Và em không chắc chắn là chậu nào mặt hoa như thế nào, đối luận là gọi em bán hàng mặt hoa tùy duyên, em cho các bác xem mặt hoa đây nhé. Đó. Và cái hàng này trong quá trình vận chuyển có thể là lá nó vàng vàng, có thể lá nó vàng vàng, khi các bác nhận thì lá nó có thể vàng vàng thì các bác cứ rút đi cho em nhé. Mình cái này là mình chơi hoa chứ không phải là mình chơi lá. Này thân ú mụ này, có thể nhá. Cho nên là một thai nó có vài cái lá vàng vàng này, các bác đừng bắt đền em nhá. Em đánh mã D6 này, chậu này giá là 120k. Và toàn bộ những cái đơn hàng này em Thúy không bao ship nhá. Thân nù béo ngậy này, thân tím lịm luôn. Mã D7 là 140k, dài như cái đòn gánh này các bác này. Đấy, dài lắm. Cái hàng này thì có cây dài, có thân dài, thân ngắn, nhưng mà hàng này nó sẽ phát triển lên tầm độ khoảng mét rưỡi gì đấy. Đó. Mã D8, chậu này giá là 120.000. Đây chậu nó đây. Đấy, cái này hàng này, tất cả những cái hàng này nó rụng lá nó mới ra hoa nha các bác nhá. Nó rụng lá nó mới ra hoa. Hoa nó ra như suối từ gốc đến ngọn. Mã D9, chậu này giá là 160.000. Dồi ôi, thân nù béo ngậy này, 160.000. Mã D10, chậu này giá là 130.000. Ôi, cái này nó cũng ú hụ lắm các bác ơi. Yêu lắm, nói chung là chậu nào cũng thân đi, thân nó béo ngậy luôn nhá. Nó dài thì trông các bác nhìn nó không được béo ngậy, nhưng mà nó to lắm, thân to như ngón tay ấy ạ. Đó. Và đây em giới thiệu tiếp cho các bác một dòng giả hạc cực kỳ nổi tiếng nhá. Châu Như lưỡi bẹt này, Di Linh tím và Ma Bó nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa của nó là siêu phê luôn nhá. Đó. Mặt hoa nó là siêu phê luôn. Đẹp lắm các bác ơi, bẹt này. Ngũ nó bẹt ra nó đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi ấy ạ. Đẹp lắm lắm ấy. Hàng này nhá, nó tình trạng nó đang có một số cây nó đang xuống lá, cho nên là những cái hàng này bao giờ nó rụng hết lá nó mới ra hoa nhá các bác nhá. Cho nên là thi thoảng này nó có một số cây nó vàng lá nhưng không vấn đề gì, nó ra nó vàng lá, nó xuống nó hết lá, nó còn cái cọng không như thế này nó mới ra hoa nhá các bác nhá. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là các bác mua combo 3 chậu như thế này thì giá là 130.000, nhưng mà khi các bác mua 5 chậu thì giá chỉ còn là 200.000 thôi, siêu rẻ luôn. Các bác lấy chậu nhiều thân thì thân nó sẽ ngắn, chậu ít thân thì thân nó sẽ dài. Đây em cho các bác xem thực tế đây. Thân tím lịm nhá. Thì hoa nó bẹt nó đẹp cực kỳ luôn. Đó. Thân nó tím lịm luôn. Và các bác ơi, nó hàng nó chuẩn bị là nó đang xuống lá ra một cây, là một số cây nó đang vàng lá nhá. Cho nên là các bác cứ mua hàng để các bác thấy vàng lá để các bác cứ dụng, cứ vặt đi và không sao đâu, cứ để nguyên như vậy không sao nhá. Giá cực kỳ yêu luôn. Đây các bác ơi. Nù béo ngậy này. Một chậu nó rất là nhiều thân luôn. Nhiều thân thì thân nó sẽ hơi ngắn hơn một chút nhá. Đấy, thân lù béo ngậy. Có 200.000 5 chậu và giá này em không bao ship. Các bác mua 3 chậu thì giá là 130.000. 3 chậu 130.000 và 5 chậu thì giá là chỉ có 200.000 thôi. Các bác lấy nhiều thân thì lấy mà lấy ít thân thì lấy nhá. Mặt hoa là siêu thơm này. Cái hoa này thơm lắm lắm các bác ạ, một dòng hoa nổi tiếng đấy ạ.
Các bác cứ search vào Google là sẽ biết. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một dòng lan đuôi cáo nhá. Lan đuôi cáo lá xếp. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa của nó thì siêu phê luôn nhá các bác nhá. Lan đuôi cáo mặt hoa tím đậm nhá. Đó. Mặt hoa của nó đây. Hàng này nó trung bình nó có một chậu nó có 3 cây. Trung bình một chậu 3 cây lá xếp như này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 190.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Phí và phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k. Các bác mua một chậu này thì 35.000, hai chậu cũng 35.000 và các bác mua 5 chậu thì em Thúy miễn phí ship nhá. Hàng này trồng thuần rồi. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác cho ăn phân thuốc một lần. Yêu lắm. Cáo lá dáng hương đuôi cáo nhá. Đây gọi là dáng hương đuôi cáo. Giá có 190.000 một chậu thôi. Một chậu nó trung bình nó có 3 thân nhá. Đó. Dễ ra này, xứng chưa? Rất chi là nhiều luôn. Dáng hương đuôi cáo lá xếp nhá. Đẹp mướt mát luôn. Em giới thiệu với các bác một cái dòng cây hoa lan đai châu, hay còn gọi là ngọc điểm nhá. Hoa này, hàng này hàng châu Thái, hoa nhiều màu. Và em bảo hành cho các bác tất cả những cái hàng này. Hoa ra chuẩn Tết luôn cho các bác mình nhá. Đó, nhà em về rất là nhiều luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Nó gồm có hồng sắc pháo, hồng cánh sen, đỏ đốm, cam nửa, trắng, bò sữa, hồng cánh sen. Đốm rất là nhiều đốm này. Đỏ nhung, đỏ ngọc trai, đốm như này, rồi chấm bi, vân vân. Nói chung là cái bảng hàng hoa Thái này thì nó rất là phong phú. Và những cái dòng hoa hàng này, hoa ra chuẩn Tết này, hoa siêu dài luôn. Đấy, hàng này hàng nhít xếp nhá. Em khẳng định vậy lần cho các bác một lần nữa là hàng này hàng nhà em là hoa ra chuẩn Tết. Hôm nay em sẽ về hai size cây đây. Nó là một loại 140.000 và một loại 110.000. Các bác ưng loại nào thì em Thúy sẽ giới thiệu một các bác, chặt cho các bác loại đấy. Đây em cho ra các bác ra xem thực tế đây nhá. Cái size cây này là size cây 140.000. Size cây này một size cây 101. Hai cây nó khác hẳn nhau nhá các bác ơi. Đây, 101 với 140, 140 lần. Nhìn nó khác nhau nhá, nó to bé như vậy. Tránh trường hợp là các bác đặt 140 về, các bác cứ bảo em là cái loại này là 101 là không có đâu. Nhà em làm ăn uy tín, loại nào nó ra loại đấy. Đây loại 101 đây, em đo các bản lá đây các bác nhá. Loại 101 này, loại 140 này. Em đo bản lá đây nhá. Đó, nói chung là nó cũng có thể lá nó ngắn hơn, dài hơn. Nhưng mà nó ăn theo cặp lá. Ví dụ như cái hàng 101 thì là nó từ 4 cặp lá rưỡi trở lên một chậu. Còn cái hàng 140 thì nó từ 5 cặp lá rưỡi trở lên. Hàng em bao đẹp bao lỗi lá, các bác mua 5 chậu trở lên em Thúy miễn phí ship nhá. Hoa này em Thúy khẳng định với các bác một lần nữa là hoa ra chuẩn Tết. Hoa ra chuẩn Tết này. Và hoa Thái rất là nhiều màu, các bác ưng màu gì nói em Thúy nhặt nhá. Đấy, nhiều lắm các bác ơi. Nhà em là nó là như ngan như ngỗng luôn. Em đang xếp đây này. Như ngan như ngỗng, đây là cái size này là size 140 nhá. Đấy, em sẽ nhặt nhá. Tránh ngắm mà các bác đến vườn các bác bảo cây này mới cây kia là không có đâu. Cây nào nhà em mua tiền nào nó ra tiền đấy rồi. Cây này cây 140 nhá. Rất là nhiều màu luôn. Hàng mít xếp của em nhá. Em mới về được một dàn cát Lia. Cát này này, hàng một lá hoa siêu đẹp luôn các bác nhá. Đẹp cực kỳ, lần này về em về mặt toàn mặt hoa đẹp thôi các bác ơi. Em cho các bác xem qua mặt hoa nhá. Đây, mặt hoa thứ nhất của em nó là vàng chớp đỏ, hoa nở thực tế đây. Có một số cây nó, ôi đẹp lắm, nó như nhung như các bác ạ. Vàng chớp đỏ nhá. Đó. Này các bác ơi, bông to hơn cả bàn tay em nhá. Vàng chớp đỏ, các bác nhìn cái mũi nó đẹp chưa? Đẹp thiên thần luôn. Mặt hoa thứ hai đó là cây này em mặt hoa cũng siêu đẹp luôn. Đây nó đây này. Nhưng mà hoa nó tàn rồi, đâm ra nhìn nó không rõ. Đấy. Mặt hoa thứ ba đây, nó là ngọc trai đỏ. Cánh bướm tím trắng mũi vàng. Đấy, trắng mũi vàng nhá. Đây mặt hoa thứ năm là cái này thì em không biết, không biết đặt tên nó là gì. Toàn hoa đẹp thôi. Và đây là cam nhá. Đó. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 90k một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship.
Đấy, trong trường hợp các bác ghép đơn thì các bác lấy một hai chậu mặt hoa như thế nào thì các bác nói với em. Đây nhà em chia treo riêng ra rồi đây. Đấy. Và hàng này có một số cây nó lên mèo. Nhưng em bán hàng không mèo nhá. Đây có nụ này. Hôm trước là có một số cái hoa này nó tàn hết rồi. Em bán hàng không mèo vì trừ tránh trường hợp là vận chuyển hỏng về các bác bắt đền em nhá. Đấy, vận chuyển hỏng về các bác bắt đền em. Cho nên là em nhập ở bên kia em cũng bảo là em không lấy hàng có mèo. Cùng một nứa cây. Nó có thể nó ra trước ra sau. Cho nên là các bác yên tâm, hàng mèo sẽ đợt tới, hoa sắp đến rồi nhá. Đấy, tại vì nó có những cái cây nó đã nở bói rồi. 90k một chậu, các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Đây, chậu to, chậu nhỏ nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Đây, có những cái mặt hoa vàng chớp với lại trắng mũi vàng thì tình trạng lá cây nó sẽ như thế này. Đấy, lá phải lá dài nhá. Dòng không phải lá dài đâu mà em khó tả lắm. Nó không phải là thuộc dòng lá dài nhưng mà nó cũng khó tả được, cây nó già rồi ấy. Nó già cây thì nó sẽ cao to. Đấy, còn không cây bé thì nó ngắn như thế này. Đấy. Còn dòng này thì dòng cây lá ngắn này. Đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Đó. Các bác xem kỹ hộ em nhá. Cát này cát Đài Loan. Em vừa cập bến được một cái lô nhạn siêu VIP luôn. Hàng này là hàng nhạn đột biến, hoa màu xanh cốm nha các bác nhá. Hoa màu xanh cốm. Ôi, hàng lá xếp đẹp lắm các bác ơi. Em cho các bác xem này. Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa của em nó đây. Màu xanh cốm nha các bác nhá. Ở bên ngoài nó cốm nó rõ hơn ở trên ảnh. Trên ảnh bây giờ nó cũng bị nhạt đi. Đấy, hoa màu xanh cốm nhá. Hàng này hàng lá xếp này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Trung bình nó từ đôi 4, 6, 8, 9. Trung bình em bán trung bình từ 7 cặp lá trở lên nhá. 120.000 một chậu. Đấy. Nó có thể nó có cao hơn nhưng em chỉ nói như vậy thôi. Tại vì nhiều bác là kỹ tính lắm. Các bác ơi, các bác đếm lá. Thì các bác đếm cho em nó cha sinh mẹ đẻ nó có bao nhiêu cái lá. Thì các bác đếm thì cho em. Nhiều khi các bác có mấy cái lá ở dưới ấy. Các bác không đếm, các bác thì bảo nó chỉ bằng ngày thôi. Đấy. Và hàng này thì hoa nó thì nói về cái dòng hoa Thái thì bao giờ người ta cũng nai tạo những cái mặt giống hoa bố mẹ siêu đẹp để ra cho con siêu xinh. Và hoa thì cực kỳ là thơm luôn nhá. Hoa nó sẽ nở rải rác từ sáng tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch. Đó. 120.000 một em, các bác mua 5 em. Em Thúy miễn phí ship. Đẹp mê ly luôn, cái bộ rễ của nó cũng đáng yêu nha các bác nhá. Hàng này hàng lá xếp ạ. Bộ rễ của nó cũng đáng yêu. Đó. 120.000 một em. Hoa nó là siêu thơm luôn. Nhà em cái hồi năm ngoái ấy, cái giò nhà em giò nó nở mà cả vườn ngửi thấy. Thơm cực kỳ luôn, ai vào cũng khen. 7 đến 10 ngày, các bác cái này thì chăm sóc dễ cực kỳ, 7 đến 10 ngày các bác vẫn cho em nó ăn phân thuốc một lần nhá. Đấy, về các bác có thể là mình ghép vào chậu to này, có thể mình ghép ra gỗ lũa đều được nhá, rất là ok luôn. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một dòng vũ nữ siêu to khổng lồ luôn. Và cái dòng này nó cũng là mặt hoa nó siêu đẹp luôn. Vũ nữ mặt trời nhá, vũ nữ mặt trời đỏ. Đây em cho các bác xem mặt hoa này, đẹp thiên thần luôn. Đẹp lắm lắm ấy ạ. Một chậu như vậy nó rất là nhiều thân. Đấy. Và nó đang đẻ mầm gốc rất nhiều. Các bác có thể mua cái chậu này về nhà mình mà có những cái cây cây kiểu như là cây bóng dâm ấy, về mình tách ra mình ghép lên trên chậu trên cây cũng được. Cây nó đẻ nhanh lắm các bác ạ. Và có thể là về các bác sang chậu cho nó đẻ nhá. Đấy, hôm nay em về hai dòng, một dòng mặt trời đỏ và một dòng mặt trời cam đây. Em cho các bác xem mặt trời cam đây. Hoa nó siêu thơm. Đấy. Siêu đẹp luôn. Và cái dòng này cần hoa nó rất là dài luôn. Nó phải dài mét, mét 2 nhá. Đấy, một chậu như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhá. Các bác ơi, các bác nghe rõ em, 5 chậu miễn phí ship nhá. Đây này, to đẹp lắm, đẹp mướt mát luôn. Đây là mặt trời ca, à mặt trời đỏ. Còn bên đây là mặt trời cam. Em sẽ để riêng ra. Đấy, chậu cũng siêu to khổng lồ luôn. Các bác mua mua dòng hoa nào cũng được. Đấy.
150.000 một chậu. Các bác có thể mình mua ghép đơn, mình mua mỗi màu, mỗi màu một chậu cũng được. Đấy, đỏ và cam nhé các bác nhá. Đấy, cái đỏ nó sẽ có đỏ đậm, đỏ nhạt, siêu đẹp luôn. Chậu nó siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. To khổng lồ luôn, nhiều nhiều thân lắm lắm luôn đấy ạ. Đấy, và cái dòng này thì các bác tưới nước nhẹ nhẹ thôi nhá. Các bác đừng tưới đẫm nước nhá. 7 đến 10 ngày vẫn cho em nó ăn phân thuốc một lần. Yêu chưa? Yêu lắm. Ôi, chậu này nó còn to khổng lồ như này này. Những cái chậu mà thân nó to, nó dài ấy, thì nó hơi ít thân hơn nhá. Và đây em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa cực kỳ yêu thương. Phi điệp 5 cánh trắng Đài Loan, 5 cánh trắng họng hồng nhá. Hàng này hàng giống Đài Loan, được người Việt Nam mình trồng thuần rồi. Hàng trồng thuần trên chậu. Và hàng này hàng đẹp miên man luôn. Hàng lá mít. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Siêu yêu luôn. Dòng này cực kỳ nổi tiếng rồi, không phải review nhiều. Và đây là cái video hoa nó đã nở tại nhà em nhá, những năm trước. Cái hàng này nếu mà nó phát triển tối đa, nó sẽ cao từ 1m2 cho đến 1m5 nhá. Và bông hoa này, các bác xem phun hoa luôn, sai cực kỳ luôn nhá. Đó, hoa cực kỳ thơm luôn nhá các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn, rất là yêu luôn. Một chậu như thế này đẹp miên man luôn. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Hàng này nó đang là mầm gốc, mầm tơ đang lên thì nó sẽ có ngọn ngón ngọn dài. Ngọn nào mà các bác mà lấy cái ngọn nó đều đều tầm độ khoảng 4-50, thì khoảng là cứ em cứ nói 3-40 đi thì nó nhiều ngọn này. Các bác lấy mà những cái ngọn mà nó to, bụ, dài thì ngọn nó sẽ cái chậu nó sẽ ít ngọn hơn nhá. Thì nó dài được 6-70. Nhưng mà trên một chậu thì nó sẽ có ngọn ngắn ngọn dài nha các bác nhá. Đẹp miên man luôn. Trông yêu chưa? Phê lắm. Có 140.000 một chậu thôi. Và hàng này hàng trồng thuần rồi. Đây các bác nhìn này, này nó đi ngọn dài chưa? Khi mà nó đạt chiều cao được thì nó rất là to và dài. Nó dài tầm 1m2, 1m5 thì bắt đầu nó mới ra hoa nhá. Và cái hàng này nếu mà các bác chăm khéo thì mình sẽ được chơi hoa Tết. Hoa Tết thì tầm đến tháng 11 dương là các bác sẽ cắt nước. Cắt nước thì để cho nó lúc bắt đầu các bác thích thì để cho hoa tự nhiên thì để hoa tự nhiên, mà không thì các bác kích hoa nhá. Kích hoa mình mua một lọ kích hoa, nhà em có bán hàng kích hoa của Thái ấy, có 50.000 một lọ thôi. Về các bác kích đủ loại luôn thì mình sẽ được chơi hoa Tết nhá. Yêu lắm. Có 140.000 một chậu thôi. Đây, chuẩn hoa luôn nhá. Hàng ươm kỳ nha các bác nhá. Em Thúy vừa cập bến được một cái lô 5 cánh trắng. Hàng đột biến nhá. Siêu VIP, siêu đẹp luôn. Đây này, một số cây này đã ra hoa bói rồi các bác nhá. Đấy, bông hoa to như bàn tay em này. Rất chi là đẹp. Đấy, bông hoa này nó tàn này đây này. Đó, cái này nó tàn rồi. Cái hàng này thì một số cây nó đang sưng nụ, một số cây là bắt đầu nó ra kỳ. Hàng này hàng chuẩn bị là ra hoa nha các bác nhá. Em về được rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Như là ngọc sơn cước này, 5 cánh trắng bạch tuyết, 5 cánh trắng cờ đỏ, 5 cánh trắng bảo duy, 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Hà Tĩnh, tiểu hồng điệp, hồng nhật hạ, hồng thiên lôi, hồng minh châu, hồng gia lai và hồng mỹ nhân. Em về được bằng 13 loại đấy. Một chậu như thế này, hôm nay em Thúy chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn nhá. Nó sẽ có chậu một thân, hai thân và ba thân. Ví dụ như chậu một thân thì thân nó sẽ to, mập, dài. Một thân này em tính một thân thơ ấy. Còn bao giờ nó cũng sẽ có một thân tơ và một thân già nhá. Một thân già là có nghĩa là cái thân ấy nó chuẩn bị ra hoa hoặc là nó đang ra kỳ rồi nhá. Đấy, thân to mập này. Và có những cái chậu nó ngăn ngắn như thế này thì nó sẽ có hai thân, hai ba thân như thế này. Thế cho nên là nó tùy thuộc vào mặt hoa, và mặt hoa em sẽ đánh dấu. Đây các bác ơi, nó rẻ lắm rồi, tội gì mà mình không chơi. Em sẽ bán combo cho các bác này. Bán combo cho các bác 290.000 5 chậu và giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác ơi, đẹp miết mướt mát mươn man, miên man luôn nhá. Đây này các bác nhìn thấy những chậu 2-3 thân thì thân nó sẽ ngắn hơn nhá. Chứ còn nhiều bác lại cứ đòi hỏi là to, dài, mập, nhiều thân là em trả lời luôn là không có nhá.
Bây giờ nó nuôi nhiều thân thì thân nó phải được ít chứ làm sao mà nó được nhiều được. Đấy, em bán combo như này. Và trong quá trình vận chuyển, em sẽ bọc kỹ gốc như thế này, em gửi đi xa và em dán băng dính. Khi các bác nhận hàng, các bác lấy cái dao hay kéo các bác cắt ra cho em, rồi mình từ từ nhấc ra, chứ các bác đừng cầm bác dứt thì cái băng dính nó vô tình thì hình chung nó lôi hết cả một cái bộ rễ này của mình ra là mất công rồi nha các bác nhá. Đấy, hàng đẹp miên man luôn. Và hàng này em Thúy bảo hành mặt hoa cho các bác. Đấy, giá nó đã quá rẻ rồi. Tội gì mà không chơi, ngày xưa tỷ phú mới được chơi, mình giờ tội gì không chơi. Và cái hàng này này, bên shop khác người ta đã bán giá là 8-90 nghìn một chậu. Bây giờ em bán giá là combo giá rất chi là rẻ, cho nên là các bác ơi, đừng mặc cả em tiền ship mới này nọ nọ kia kia nhá. Và hàng này em Thúy lấy hàng có tem bảo hành luôn. Có tem bảo hành luôn nhá, cho nên là các bác rất là yên tâm, chứ không phải là rẻ. Rẻ là mình bảo rẻ là không chuẩn đâu nhá. Đấy, em mua tận vườn rất là yêu thương luôn. Và đây em sẽ giới thiệu tiếp với các bác một dòng đen rô. Đây, trồng chậu cực kỳ siêu to khổng lồ luôn nhá. Đây là chỗ này nó quay nó hơi tối, em nhập được có mười mấy chậu thôi. Đấy, một dòng đen rô vàng mắt đen nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu yêu luôn nhá. Đen rô vàng mắt đen nhá. Chuẩn mặt hoa luôn. Bên ngoài là cái màu vàng ấy nó sẽ đậm đà hơn, màu đen nó cũng sẽ đậm đà hơn ở trong ảnh. Một chậu siêu to khổng lồ này nặng lắm các bác ơi, nặng phải 3-4 cân nhá. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 190.000 một chậu đi. 190.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đấy, hàng trồng thuần rồi. Thuần vỏ thông này các bác này. Đấy. Mầm non nó đang lên phát triển nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Đây. Đấy. Những trên một chậu nó sẽ có cả thân già, cả thân non nhé các bác nhé. Thân già thì nó đây, nó trơ trụi trên đây. Còn thân non đây, thân thì năm nay nó ra hoa thì nó đang có lá nhá. Mầm non vẫn đang tiếp tục lên này. Có 190.000 một chậu thôi, em có mấy chậu thì có mười mấy chậu thôi các bác nhé. Hoa siêu thơm luôn. Và đây là một cái dòng hoa, tên gọi nó cực kỳ là hay luôn. Giả hạc hoa hồng đỏ. Và cái hương thơm của nó và cái mặt hoa của nó cũng đúng như tên gọi của nó luôn nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Đấy. Đây, mặt hoa của nó đây. Hương cực kỳ là thơm luôn. Đó, và rất là sai hoa luôn. Một bảng như này siêu to khổng lồ luôn như cái này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 170.000 một bảng. Các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship nhá. Ôi bao la, các bác ơi, ngoài ra là mầm non này. Mầm non nó vẫn đang tiếp tục lên nhá. Mầm non nó vẫn đang tiếp tục lên ở thân, ở gốc cây rất là nhiều. Hàng này em trồng thuần rồi, có túi phân treo rồi. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đây, em cho các bác xem này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Hoặc có thể các bác có thể về mình ốp hai cái hay ba cái vào với nhau, ốp lưng vào với nhau. Cái này thân nó nhỏ nhỏ thôi. Hàng này hàng giống Đài Loan, thân nó nhỏ nhỏ thôi, nó không to mập đâu. Không cho ăn phân thuốc kích thích làm cho nó không mập đâu nhá, nó bình thường thôi. Rất là đanh cây nhá. Rất chi là đẹp luôn. Giá chỉ có 170k một bảng thôi. Các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship. Đó, để các bác nhìn này, đáng yêu cực kỳ luôn nhá. Rất chi là đáng yêu, nhà em về rất là nhiều. Đây các bác có thể, các bác mình có thể ốp hai cái vào với nhau như thế này, hoặc là ba cái, các ốp bác ốp vào nào. 3-4 cái nó ốp vào một cục một hướng nhá. Rất là ok luôn. Ôi mê ly luôn, chưa bao giờ em về được cái lô nó mê ly như thế này. Đó. Đây này các bác ơi, mê ly luôn nhá. 170k một bảng ạ các bác ạ. Ôi cái dòng này lá là rất là chi là đanh cây luôn nhá. Cây cực kỳ là cứng cáp, cực kỳ là đanh cây luôn.